Wow. Lại là một một nhiệm vụ mới rồi, nhưng mà ở đây có đến hai con impostor. Ừ, hai con impostor. Hơi ra cả lũ đi làm nhiệm vụ. Đây ở chỗ mình làm nhiệm vụ đây rồi. Nối dây, nối dây. Ha ha ha, tìm được một con mồi ngon rồi. Hơ, cái gì vậy? Ngươi cầm mõm đi, ta sẽ giết chết ngươi luôn. Chết này, hãy nhận lấy từ từ cái chết của mình đi. Yeah. Xong, giờ mình chỉ cần giả vờ làm nhiệm vụ thôi. Mọi người ơi, cứu tôi. Chỗ nhận mình làm nhiệm vụ. Đây có xác. Thông báo thôi. Chỉ cần gọi mọi người thôi. Mọi người ơi, có kẻ bị giết. Có người bị giết. Có chuyện gì vậy? Có ai cơ? Có, đã có một người bị giết ở phòng không khí. Phòng có không khí ư? Ừ. Tôi thì đi làm ở phòng điện. Tôi thì đi làm ở phòng căng tin. Còn tôi ấy thì đang ở trong cái phòng bắn đá ấy. Tôi cũng đang ở chỗ cái phòng bắn đá đấy. Nhưng mà lúc đó ông đến sau, lúc đó tôi đến sau thôi. Còn tôi ấy tôi đến từ sau ông này ở chỗ ở gì nhỉ? Defito. Ừ. Thế ai giờ là thủ phạm? Dù tôi cũng không biết nữa, giờ làm như thế nào? Ai mà biết được, ông có phải là monster đâu mà nói. Tôi thấy có một vài người nghi nghi ở đây. Cái thằng ở đằng sau ông rất có khả năng nó là impostor. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy đấy. Ai vô cho nó cút ra ngoài không? Tôi vốt. Tôi cũng vốt đốt. Tôi cũng vốt nó đốt. Vậy thì tôi cũng vốt nó luôn. Không, đừng. Đó không phải tôi mà. Đừng có nói như vậy. Giờ chuẩn bị cái chết của mình đi. Không, không. Đừng mà mọi người, tôi oan mà. Cầm mõm. Ông sẽ bị bay bẹp. Không, không, đừng. Ok, giết chết được hắn ta rồi. Cái gì? Ta không phải impostor. Này, không phải impostor thì vậy là ai? Tôi cũng không biết nữa. Hey, giờ dọn cái xác đấy đi. Ừ, chúng ta đi làm nhiệm vụ tiếp thôi. Tu 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 tu. Ê, giờ như mình đi nhầm đường rồi, chắc mình phải đi theo cái anh chàng kia rồi. Không biết mình nên làm gì bây giờ. Nó không biết mình đâu. Mình chỉ cần cầm súng bắn chết nó. Hè hè, mày to rồi con. Chết nè, chết chết nè, chết nè. Xong rồi, giờ xử lẹ thôi. Ê, sao cái đường này nó khó chịu quá.
ông là imposter, đừng có giả dối nữa. Chuẩn bị chết đi. Hãy tha cho tôi đi, tôi không muốn bị giết chết đâu. Tha cái gì mà tha. Chuẩn bị chết đi. Mấy lũ con là xong rồi mình thắng rồi. Tung 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 tung. Nó không biết rằng là chết đi. ông thực ra tôi cũng chỉ là một imposter thôi. Không imposter thắng. Woo, yeah.